Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Nếu như các bạn làm việc ở trong văn phòng hay làm việc gì đó liên quan tới giấy tờ thì việc mua cho bản thân một mẫu máy in chất lượng là ưu tiên hàng đầu. Khi chọn mua máy in, chúng ta thường quan tâm đến những thông số quan trọng như chức năng của máy là gì, tốc độ in ra sao, số lượng trang in thế nào. Hiện tại mình đang có hai mẫu máy in cùng đến từ HP, có tên là HP Laser Z Pro M402N và HP Laser Z B2035. Với chiếc M402N, chúng ta có thể in được 38 trang trong vòng 1 phút, thời gian khớp lệnh in chỉ gần 6 giây. Trong khi đó, chiếc P2035, tốc độ in sẽ chậm hơn một chút, cụ thể là 30 trang 1 phút và thời gian khớp lệnh là khoảng 8 giây. Theo khuyến nghị của hãng, để máy hoạt động trơn tru và có hiệu năng ổn định, thì với chiếc Pro, chúng ta chỉ nên in tối đa 4.000 trang trong vòng 1 tháng và với chiếc B2035 là 2.500 trang trong vòng 1 tháng. Dung lượng đầu vào tối đa là 900 tờ của chiếc Pro, còn P2035 thì chỉ khiêm tốn ở mức 300 tờ. Ngoài hiệu năng sử dụng, chúng ta thấy chiếc Pro có màn hình LCD hiển thị thông tin cơ bản như máy đang gặp lỗi gì, lượng mực in còn lại ra sao và khả năng in qua thiết bị di động. Còn trên máy in B2035 chỉ có đèn thông báo mà thôi. Tuy vậy, máy in B2035 sẽ có mức tiêu thụ điện ít hơn, tiết kiệm điện hơn vì công suất tối đa chỉ ở mức 550W, còn với chiếc Pro có thể lên đến gần 600W. Về kích thước và khối lượng thì hai chiếc máy này của chúng ta không có sự chênh nhau nhiều lắm. Chiếc B2035 với cân nặng là 10 cân, còn chiếc Pro có khối lượng khoảng 8,51 cân. Như vậy, tổng kết lại với mức giá của cả hai đều xem nhau khoảng hơn 4 triệu đồng thì các bạn sẽ có sự lựa chọn mẫu máy in nào? HP Laser Z Pro M402N hay HP Laser Z B2035? Mọi người có thể xem thông tin và đặt mua cho mình chiếc máy phù hợp tại website của An Phát Computer. Link sản phẩm mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên like, subscribe cho kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ các video sắp tới của chúng mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại cho các bạn trong video tiếp theo.